gia đình mình mến chào cả nhà luôn nha. Chào cả nhà. Thì hôm nay tiếp tục em với anh Hậu với anh Lụ với Thanh đi cắm cô ếch cả nhà. Thì hôm gài cũng có cô chú hỏi đi cắm cô ếch đi Hiện ơi, lâu quá không thấy, mê quá mê. Thì dính mê quá à. Bữa nay trở lại thì có hôm gài có cơn mưa nè cả nhà. Canh, gió quá cả nhà đi không có được á. Rồi canh mưa này xong mấy anh em đi cắm cô ếch một bữa nữa. Rồi coi đi cắm cặp cái đường kênh đi thẳng lên trên kia. Rồi cái này thành quả thế nào. Tối ngày luôn á, đi không có được, nó lạnh lắm. Canemen thì hôm ngày thì không có được tình trạng nó sức khỏe không cho ổn. Mưa bị cảm luôn. Cái này mình cắm mồi gì anh Lụ? Lương với cá. Lương với cá cả nhà. Anh Lụ thì đưa chỗ địa điểm đắp sình này cả nhà. Rồi xong anh Hậu với cô Thanh ở sau thì móc mồi. Trời này cũng sụp tối á. Anh Lụ thì đưa chỗ trước đắp sình cho anh Hậu với cô Tí móc mồi vậy nó mau hả anh Lụ? Chắc anh Hậu ếch bự nghịch mắt câu nha. Nó ăn rồi mới phóng đó hả Tí? Mới phóng đó còn hả? Cái kinh này, ủa nước này đang lớn phải không anh Lụ? Nước này đang lớn phải không? Nước rồng. Nước rồng hả? Cô cây móc mồi luôn á. Cái mé này thì không có sình nữa nè, móc ở đây để lên trên. Lụ cái đường kinh đó nãy đi thẳng chảnh ngon quá đó. Cái đường chỗ đường cầu á. Nguyên cái mương á, ừ. Đường kính đó hả? Ừ. Có xe cổ chạy nữa. Chạy vừa vô trong đó. Ừ. Ếch nó nhát á. Cái hũ mồi đó nãy mình có nước không? Nãy không đổ nước vô. Không. Nãy không đổ nước cho nó miếng nước. Giờ cũng qua. Dạ, cắm muối xong rồi cả nhà, chụp tối rồi. Dạ, em cũng trước tiên chúc cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe luôn nha. Dạ, mấy anh em đây cắm đi dài cả nhà. Mấy cái chỗ này ngon ha Lụ, mấy cái chỗ này ngon ha. Cái này cũng cắm câu cá lóc cũng cá chê cá lóc thì cũng ngon cả nhà. Hôm ngày Canamen sốt xuống sắc luôn à. Ai cũng cô chú hỏi ra sao cấp này nhìn ốm quá. Hôm ngày thì không có được khỏe đó nha. Cái ruộng này cá quá thiệt, cá luôn, nó xuống hết trơn luôn. Blech mùa này ếch nó đâu có kêu nữa. Ghiền kêu ếch rồi. Cái tháng mùa khô em sẽ đi bắt ếch kêu chiến. Ếch này hơi lạ ha anh Hậu. Ếch rồi bữa nay nhạt mũi cái kêu cái tiếng hơi bị trầm cảm rồi. Hả? Tối này có ếch ở ưa mấy cái đám xả lắm này anh Lụ.
Chị A kìa. Hả? Giờ mấy nay mình cũng khuya cả nhà đi thăm cô ếch. Được không? Không có à? Lo hết. Hả? Không có. Đâu? Nó đây. Đây đây tấm hình chết rồi. Con tiêu nào bên da tôi. Rồi. Một con đầu tiên. Bình cấy lên con. Nhẹ nhàng thôi tí. Chà bẫy ra nha. Chà giò lắm hả? Nhẹ cho hai mà. Chà giò. Đỡ vô tay. Em. Con đầu tiên. Chừng 20 con vậy thôi hết lụ. Rồi đừng đâu. Cái gì vậy? Ôi ôi, phóng hai con luôn. Đừng nôm theo có cái lóc, cái chê, cái gì nó đang bắt luôn. Quái mùa hông rồi luôn rồi. Nó có mùa hông. Mới ra con đầu tiên nè. Lớn chút nó ít lên ăn mạnh. Tận mưa là ít đi đâu hết rồi ta. Giờ mấy anh em mình à tiếp tục sáng đi thăm câu cả nhà. Rồi tối tính ở lại mà men bệnh. Ô đây sải rồi. Ô cái này nha. Quá. Wow. Ừ, cả nhà. Bấy chân luôn. Ủa ha. Tối là men bệnh đó cả nhà. Nên về. Tối cũng thăm được 4-5 con gì á, đi mới cái đi quận đầu à. Rồi em chịu hết nổi rồi. Kêu anh em về. Rồi sáng đỡ ra thăm sớm. Ôi. Con này cái này ô hết thì bự luôn. Thấy dây luôn rồi. Ý. Dục dây luôn rồi. Rồi. Là dấu dịch chứ con hết vậy nè. Thôi. Quá trời, trưa nay cây chặn lưới rồi dính nó luôn. cái này ếch hay là cái gì đấy? Con vịt chứ hết gì nữa. Đi cân nó mà chịu không nổi luôn trời. Vuột á. Sức vuột quá. Không phải, mẹ nó đứng nó vuột luôn á. Nhảy quá nó vuột á. Hai ba con gì phải không? Hai con hả? Ngon. Ủa sảy nữa. Mới sảy còn lụ ơi. Sao ban ngày nó gỡ được hay gì? À biết đâu. Thôi mình đi nhanh đi. Sáng nay nó tự gỡ được ta. Siết lắm á. Còn mấy ban ngày nó thấy đường nó gỡ. Ui thấy cái bãi này banh chân nè, không biết sao đây. Trời lên luôn rồi. 5:30 rồi, 6 giờ rồi. Chưa xảy mấy con đậu luôn ha.
Ôi đi rồi anh Lũ ơi. Lũ đi rồi, quá trời dữ dội hết mà. Nè. Quấn đi rồi. Đi rồi, sáng sao nó tự gỡ được hay vậy? Điện thoại nó ra. Sáng nó tự gỡ rồi. Cô nè anh Lũ ơi. Con bé chưa nên mình chiến luôn chứ. Phá lũ. Táo gì vậy hả? Ừ. Hết hết lâu đi tiêu. Giấu hết rồi. Tiết ớt ha. Mấy sáng này đủ ăn luôn rồi. Mình còn nhiều mà. Nên... Ê, dính lên con à. Hả? Đây nè. Đâu? Ừ. Nè. Chạy em chạy. Chạy. Chạy nè. Bỏ vô lòng. Vô đây em. Mũi chịu nổi hôm lạnh anh Lũ quấn cái mình chịu thương nổi luôn, thương xuống lạnh á. Ừ. Lũ đi trước. Mình quên phá xe. Có nào không? Chưa hả? Làm gì? Nhấp hả? Ừ. Nhấp được không? Được. Nhấp rồi sao giật? Được. Nhấp rồi sao giật? Tôi không biết giật. Ê! Hả? Hả? Cái gì? Phát hả? Ừ. Con này bự rồi cả nhà. Con này nhổ ta. Dính nó con đó hả? Ừ. Dính nãy lên con á. Ừ. Lý vậy. Bỏ vô. Lấy sao lấy cái gì? Con bị xỉu rồi. Hả? Lấy sao lấy cái? Ừ. Tôi biết nhấp á. Hả? Tôi biết nhấp. Biết nhấp không? Ừ. Nhấp thì được. Nhấp còn dễ vậy. Nhấp mùi ốc mà đó. Ờ. Ốc á. Ừ, cái dừa đun đun nhóc luôn nè Lũ. Hả? Dừa đun đun quắc, đun đun dữ lắm luôn nè. Đun rồi. Ừ. Ủa đây con này. Hả? Dạ. Đâu? Ồ, gãy à. Ủa gãy cần phải rồi. Gãy. Ý, xíu chuột rồi. Xem chúng nó lôi ra đuôi luôn rồi. Cái con tí gấm quá. Vậy rồi. Xảo cái con vậy nè. Đi nhà mấy con nữa. Đuối. Hột quá, hột rồi.
tới cái cầu Hậu nha. Hả? Không ngã. Đâu? Hả? Ừ. Chủm. Nhảy đi em, nhảy đi, nhảy đi. Nhảy. Không ngã anh. Vô lộng. Hai cần sát bên không hả? Ừ. Chơi giống hồi hôm vậy. Có hai cần sát bên luôn. Đang cần nè. Cá quận. Đó. Ồ. Hổng luôn. Ồ, hết sức. Cần nữa nè. Cho mình kiếm con ơi. Ôi phóng kìa. Bãi phải đặt đây cần ngon quá rồi. Cái bãi này đặt đây cần là dính rồi. Cần sảy rồi. Sảy rồi. Sáng luôn rồi. Uống con câu đâu? Dính thì hai ba con nó cũng đủ á. Canh chua. Canh chua ớt. À, tăng tăng tăng. Đâu? Nè. Cái gì? Ờ, gì? Có thể. Nhảy nhảy đi em. Ê. Nhảy. Cá táp kìa. Vô. Ngốc luôn. Quá ta. Còn đó đó. Sao caramel đi trước không thấy dính ta? Thử cần thôi. Xu dưới à? Kinh về lúc sáng còn ngon ha. Ồ kìa. Cá. Trời ơi, cần này thấy đi rồi. Lôi mồi rồi. Lôi rồi. Đúng. Ừ. Thì đi rồi không dính. Thì ta trước cũng thấy rồi. Quậy. Nè. Ngậm một mồi không ngon hết. Hả? Ngâm cục mồi xong chuột. Chuột không. Đâu? Ừ, cô thấy nhảy bự rồi. Tăng tăng tăng. Nhảy đi, nhảy đi em. Nè, đó. Nhảy đi, nhảy đi. Nhảy. Nãy giờ lâu rồi mới thấy em lại.
Bây giờ làm cho anh buồn hiu. Nhà được mấy con nữa, cũng 7-8 con gì không, ngon không đó. Con bị ngọt. Cũng khá khá hả lộ? Cũng được à. Không trời cầu Phật, hôm nay đừng có mưa bữa nữa, lâu. Đâu ạ? À? Hút cần rồi nè. Hết cái đường cái mồi à? Cần câu đâu? Bớt rồi mới lôi hả? Ui. Nè. Nè, dấu cái này cũng ướt dẹp phải không? Đâu trời? Con nó nhảy dưới đó không? Xịn không kìa. Được cái mấy cái vỏ gì là chạy đã luôn á. Cái vỏ máy nó có nhiêu tiền ta? Vỏ máy đó hả? Ừ. 20 triệu hả? Ừ. Thôi nghỉ luôn đi. Nằm mơ luôn không có đâu. Mua máy mới, máy cũ thì máy cũ thì không tới. Vỏ với cũ á. Hả? Vỏ cũ với giống vậy đó. Vỏ cũ vậy đó hả? Vỏ với máy cũ vậy đó. Mười mấy? Ừ. Thôi đợi vài năm nữa đi. Giờ làm cũng xong hết rồi. Chị Hà cứ chiên chuột hôm qua mấy anh em bắt còn hết nè. Chị ớt nè, mấy anh em bắt còn nè. Cái này chuột của mình làm món gì hả chị? Xào củ hành với chuột chiên. Còn ớt. Ờ, bữa nay ba món luôn. Chuột ngày hôm qua thì không có chế biến nấu ăn được đó nha. Giờ chị bằng còn dư á, bữa nay chiên luôn. Cái bụng chân gái hả? Chắc sáng giờ đói rồi. Vàng hả chị? Ừ. Món chuột chiên giòn nữa nè. Anh Vũ là giống em đó lụ. Ừ. Anh Vũ khoái đồng chiên ha. Nhất là cá chê. Cá chê món này khoái lắm nè. Đây là ớt hay là tống câu nè. Ồ, buổi sáng ruột biết nhiều ha lụ. Buổi sáng ruột biết nhiều ruột hả? Ủa ớt chứ. Cái món thảy là bộn á. Ờ. Đâu đó chắc có lửa coi chắc có thay lại à. Không, mình bẻ qua bên á. Bẻ qua bên. Để coi đó là tống thảy quá. Hả? Để coi đó tống thảy quá. Ừ. Nổ quá nổ rồi. Chụp nhé.
Chiên chuột né. Cái gì à, chống đạn hả? Chống đạn. Đi nữa hả? À, thịt mình nó đi về ăn con. Chị kia chuẩn bị xào củ hành. Dạ, yeah, nó măng chua. Măng chua hả chị? Ừ. Măng chua măng chua hả chị? Dĩ chuột của chị nha. Vàng nha. Giòn quá chị. Cái món là thịt xào củ hành. Ớt hôm nhiều lắm nhưng mà rất sáng sảy quá trời sảy luôn. Dạ. À, sảy cả mười mấy con, nhảy với bấy nè. Nó nhiều lắm nhiều luôn. Mấy em chân dài vô. Chảo luôn. Này chị nấu canh chua bắp chuối nè, gỏi sao bắp chuối rồi. Nấu canh chua con mẻ hả chị hả? Rồi để nắp ta để đến chiều. Cái này chuột hồi mình chín cái mình bỏ chú hành vô sao hả chị? Cái này chị Hà làm 3 món luôn đó nha. Món chuột chiên, chuột xào củ hành với ớt nấu canh chua cơm mẻ khi ăn kèm với bắp chuối. Bữa nay chắc no nữa rồi, chắc đi không nổi rồi. Hôm nước nở luôn chị hết tối rồi. Đang nó bụng nữa. Xong rồi cả nhà. Lụ này cũng mới làm về tới. Lụ xào cũng ăn giờ rồi. Chiên. Đây là lẩu
lẩu ếch mẹ. Lẩu ếch, canh chua ếch chứ. Canh chua ếch mà. Đó. Thành với Phong thì sáng giờ đi qua bên kia đi công chuyện rồi cả nhà, đi chơi rồi. Tí xíu mới về. Đi chơi với bạn đó. Đi bạn rồi, đi đá bóng rồi. Tối ngày đó đá banh. Có chai cay không? Có cay. Ừ. Thôi, mời cô chú anh chị và các bạn dùng bữa với gia đình chị với anh Hậu nha. Mời cả nhà dùng cơm với gia đình mình luôn nha. Mời cả nhà luôn nha. Ừ. Cái món canh chua này mời cả nhà dùng cơm luôn nha. Nhìn comment thèm món canh chua lắm rồi. Canh chua bắp chuối này nó ngon lắm. Cái gì chứ canh chua với bắp chuối là ngon lắm. Mà hiện cái gì canh chua với me, canh chua me không bằng cơm mẻ đâu. Đúng rồi. Canh chua cơm mẻ nó ngon hơn. Me không bằng. Hả? Canh chua me là không có bằng. Ừ. Canh chua me nó không ngon bằng với cơm mẻ. Mẻ ngon hơn á. Cái thứ nhất là me không bằng nè, hai nữa là chanh. Đúng rồi. Rồi ngon nhất là anh biết là cái gì không? Cơm mẻ là với gì biết không? Hả? Trái bằng. Trái bằng á hả? Ừ. Trái bằng nó canh chua cũng ngon. Canh chua ngon lắm. Mẻ cho bằng chín nó canh chua cá sông ngon. Biết sao không? Cơm mẻ này là nó ngọt. Ừ. Nó ngọt mà nó thơm á. Con chuột con cá ớt thì vô đi Hậu. Ừ. Chuột hả? Để ăn đi. Hả? Ăn nhiều vô đi cho có sức khỏe rồi. Để còn cần biết cần kiếm vợ con á. Cua gái. Mấy cái nhang chuột nữa. Hả? Tắm rồi hả? Chống vô nó còn thánh hả? Mấy cái chiên này nè. Còn món này nữa. Bớt gà ra, xuống gà đi. Chuột xào xào củ hành tây. Cái hồi sáng mà ủ ha, sảy biết nhiều hết luôn. Ừ. Sáng mà không sảy nó cũng bộn lắm á. Ừ. Sảy quá sảy luôn. Sảy cơ 12 qua cần. Ừ. Tại hôm đi thăm đường khúc rồi cả nhà. Chứ em bị sốt á nên em không có đi nữa, thì mấy anh em về sáng ra thăm. Chứ chịu hết nổi. Hôm nay cấm gò quay lại dính mấy con luôn á. Hồi mới cấm nó lung túng nó chưa có mấy cái cần à. Nó làm nó không được cứ gọn. Chưa từ từ quay. Nó còn quay gối. Tại bò lâu quá. Mà cái nhà nhìn mửa luôn nha. Từ từ nó quen là. Đó. Ngon quá. Này mà hiện đang sốt này, hút nước này nó khỏe luôn. Đủ ngon. Mua là múc ăn đi Hậu. Ngốc rồi đó. Ăn thoải mái đi, cho nhiều lắm. Tự nhiên nha. Trong nhà mà. Cỡ thôi à. Gì chứ bắp chuối ăn ngon á. Ừ, ăn chua ha. Thì chưa sáp nữa. Ừ. Sáp á. Sáp à. À, chưa sáp à. Để ăn ngon quá. Chứ không phải chua già hả? Không phải. Nó giòn ha. Ừ. Ớt này ăn đủ. À. Không ớt hả? À. Chưa sạp này nó canh chua hết hơi nổi. Canh chua của mẹ.
thằng này ngọt rồi. Thịt nó mềm á. Mày nhấp ế rồi. Mày nhấp ế rồi. Nước này nhấp được rồi nè. Nước lớn quá lớn rồi. Nước đang lớn à? Hả? Nước đang lớn à? Nước à? Lớn hả? Răng rộng hả? Nhật rộng hả? Lớn hồi sáng nó hồi 8 9 giờ. Nước chiều mới rộng mà. Rộng hả? Giờ nó nước nó đứng rộng rồi đó. Rộng tới chiều tối luôn á. Giờ 12 giờ rồi. Thì nó rộng tới chiều tối luôn á. Chết ta. Chị tối. Ủa, tại á. Tại á. Mấy gì á? Đi thử thôi. Cá hả? Để trên đó nổi lên nhóc. Để nó đứng ngồi ngồi chứ. Chỗ nào có cỏ hơn một đốt. Nó chèn lắm luôn á. Vô trang à. Biết rồi, mà cái trang dạo cái trang không đi đâu hiện thôi. Nên chú trang này. Trang đâu phải có lóc đâu. Vì sao? Mình nghe á. Nó kéo tết rồi. Chỗ cái kinh mà... Cái ấy đó. Nước sát á. Nước sát là cá trang không đi. Nước một từ 1 mét cho lên là cá trang đi cho chạy lắm. Cái kinh... Đường Đan á. Bị ông nghệ chích á. Cái đó đó, nó đuổi cái đó. Cái nó lục bình á. Làm gì đổ mồ hôi với anh Hậu? Bạo quá. Sao? Caramel á. Hết nồi canh chua luôn cả nhà ơi. Canh chua không nẻ ếch. Bữa nay chịu hết nổi luôn. Bệnh mà húp vô khỏe luôn. Chắc chịu làm nồi nữa nghe chị Hà. Hả? Chiều làm nồi nó húp. Ừ, làm thêm nồi nữa. Ăn cũng như xong luôn à. Khỏe gà luôn. Khỏi đi sao, khỏi xong à, ăn canh chua xong luôn à. Thì à, nãy giờ gia đình cũng bữa xong rồi cô chú anh chị. Giờ chuẩn bị thu xếp em về trên nhà. Thì chắc video của gia đình mình hẹn cả nhà những video tiếp theo luôn nha. Chào cả nhà. Mình mến chào tạm biệt.